Vâng, vừa để bắt đầu chương trình, các nhà chúc mừng hạnh phúc sáng năm cho đôi bạn trẻ Duy Hạnh và Thanh Hằng ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hướng về sân khấu để thưởng thức giọng hát của một cô gái rất dễ thương đến từ phái đoàn họ nhà gái. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Phương Nùn. Vâng, xin mời. Ngày vui của chúng mưa thì chào chúc chúng mưa hạnh phúc và chào gửi đến chúng mưa một bài hát. Những đêm trời có ánh trăng chiều vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển ru và cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò, cùng nhau nghe không thu gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế cánh xa, từng đàn chim cuối chân trời biến tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em sai anh đã bỏ
Vâng, xin một ca khúc rất ngọt ngào của ca sĩ Phương Luân. Và xin mời quý vị và các bạn xuống tay bình chọn cho Phương Luân thêm một tràng vỗ tay thật sâu ra đường ạ.